Mảnh ghép tiếp theo cập nhật thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những khó khăn trong công tác phòng chống dịch, sáng nay 16 tháng 7, Thường trực tỉnh ủy tổ chức họp giao ban trực tuyến với Thường trực và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tại huyện Sư Mộc, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tham dự. Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc cho biết, đến sáng nay ngày 16 tháng 7, số ca bệnh xác định dương tính là 23 ca. Trong đó, xã Bầu Lâm 10 ca, Phước Thuận 6 ca, Phước Tân 5 ca, Hòa Hưng 2 ca, số ca nghi nhiễm mới test nhanh 28 ca, trong đó xã Bầu Lâm 21 ca, xã Hòa Hưng 6 ca và huyện Xuyên Mộc 1 ca. Huyện Xuyên Mộc đề xuất tỉnh hỗ trợ chuyên môn để điều tra dịch tễ liên quan đến chùm ca lây bệnh ở xã Bảo Lâm, thông báo nhanh kết quả xét nghiệm PCR để huyện chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương, trong đó huyện Xuyên Mộc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện ca bệnh, từ đó nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch.